Dạ rồi, hello, em xin chào cả nhà. Lại là em Di đây, cửa hàng xe máy Di Dũng Củ Chi. Bên em có trao đổi thu mua tất cả các loại dòng xe gắn máy qua sử dụng nha. Thì hôm nay là ngày thứ 6, em quay lại báo giá xe, cập nhật giá chi tiết cho quý cô chú anh chị em mình có nhu cầu kiếm xe giá rẻ đi làm thì cứ liên hệ với em về số Zalo của em nha. Thì số Zalo của em là 0379666994 nha. Bên em có trao đổi và thu mua luôn, có hỗ trợ ship xa hoặc là ship gần cho quý cô chú mình nhé. Thì quý cô chú mình ưng dòng xe nào thì cứ chụp biển số xe gửi về Zalo giúp em nha. Em sẽ nổ máy chi tiết, em gửi lại chi tiết cho quý cô chú mình xem và tham khảo nha. Thì em xin nhắc lại bên địa chỉ của em là 271A đường tỉnh lộ 15, ấp Phú An, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Google Maps là xe máy dụng Củ Chi nha quý cô chú. Thì trong tuần rồi em bán cũng khá là chạy xe nha, có một lô xe mới về, cũng có một số xe thì em đợi của khách nha. Thì hôm nay em về chiếc Fuji X nè quý cô chú, xe đầu nồi zin nhé, giá tới 39.8 nha quý cô chú. Xe là chính chủ, anh em muốn quốc hồ sơ sang tên thì bỏ nốt nhạc nha. Đây tem zin theo xe còn nè, xe này thì lát nữa em vô chi tiết cho quý cô chú mình. Quen pha đầu nồi zin, đầu chưa rớt nha quý cô chú. Đây biển số Hà Long An 17 năm, còn nồi zin phải chưa rớt nha. Hôm nay về con này cái máy nổ là sát khủng luôn nha quý cô chú. Xe này đầu nồi chưa rớt nha, quay anh pha quay RS nè. Hôm nay vừa em còn có 3 con thôi, em bán cũng hôm bữa tới 5 con thì em bán hết 2-3 con rồi, em về thêm một con RS nữa ha. Quay RX nè, Sirius bị Củ Chi, giá chỉ có 9 triệu đồng thôi, máy nổ em hết cô chú, 9 triệu đồng chỉ số Củ Chi. Chiếc RS bánh mâm hắn đĩa RC 10.500.000, RS biển số Củ Chi 8 triệu rưỡi nha quý cô chú. RXFI phun xăng điện tử. Phun chờ 1. Các nữa em vô chi tiết cho quý cô chú mình. Cúp 50 nha quý cô chú. RXX 8 triệu rưỡi nè. RXFI 12.300.000 ha. AB đầu bò. AB đầu bò biển 93, giá 9 triệu rưỡi ha. Bên em thì có Noza màu đỏ, có màu đen màu đỏ luôn nha. Noza Luvias Sunker và Luvias Y, em có 2 con, anh em xe nào chơi con đó ha. AB xe nào máy cũng y hết nha quý cô chú. AB Sunker chiếc ly màu kem đời 2011, đá chống tắt máy hen, 9.8 triệu, còn 9.6 triệu. Chiếc clip màu đen, máy móc nguyên zin, máy em ru, biển số Sài Gòn L là quận 8 hen. Xe này thì giá 9 triệu đồng, còn 8.8 triệu nha quý cô chú. Chiếc Nô 5 biển số Sài Gòn 59L147285, giá 8.5 triệu, còn 8.3 triệu. Anh em mua về đi cài bừa rất là ok luôn. Rồi bây giờ em vô chi tiết luôn cho quý cô chú mình xem và tham khảo nhé. Anh em mình có nhu cầu thì cứ liên hệ với em về số Zalo là 0379666994 nha. Thì địa chỉ là 271A đường tỉnh lộ 15, ấp Phú An, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Google Maps là xe máy Di Dũng nha quý cô chú. Bên em có hỗ trợ góp qua ngân hàng, chỉ cần một căn cước công dân, yêu cầu không được nợ xấu trên 20 và dưới 60 nha. Bên em thì có 3 con xe 50 cho học sinh sinh viên đi học ha, cũng dành cho mấy cô lớn lớn tuổi đây cũng rất là ok luôn. Đây chiếc Sirius đây, dính dơ nha, lau xíu sạch sẽ liền. Biển 66 Đồng Tháp ha, 66BA02624, giá 7.7 triệu. Xe Sirius 50 nha quý cô chú, Sirius 50 nha, bánh mâm ăn đĩa nha. Đây dàn áo Nhật luôn nha quý cô chú. Em kiểm tra rồi, dàn nguyên bộ dàn áo Nhật luôn ha. Rồi, bây giờ em vô chi tiết cho quý cô chú mình. Trước mặt quý cô chú mình là chiếc QS100, biển số là 54T18463. Con này thì chốt đơn cho quý cô chú mình là 10 triệu đồng, còn 9.8 triệu ha. Xem máy móc zin, tem zin theo xe đầy đủ ha. Rồi, máy nổ
đơn cho quý cô chú mình là 9.800.000. Anh em mình ưng thì cứ chụp biển số xe gửi về Zalo giúp em ha. Em chụp hình xe nổ máy chi tiết em gửi lại cho quý cô chú mình xem và tham khảo ha. Bánh căm thắng đĩa. Rồi, tiếp theo là một em RS 100, biển số là 62T19007 nha. 9.200.000, còn 9.000.000 quay RS nha quý cô chú. Đây. Bô zin heo xe còn đầy đủ luôn ha. Nhìn chân đây là nhìn chân cũng sạch sẽ lắm nha quý cô chú. Về đi rất ok luôn. Chốt đơn cho quý cô chú mình là 9.000.000 ha, 9.200.000, còn 9.000.000 chẳng nha quý cô chú. 62 Long An. Con này thì quay RS ha. 62T19007. Rồi, tiếp theo là một em Wenfa. Em này thì Wenfa lốc đen, biển số là 51I34089 ha. Con này 13.000.000, còn 12.800.000. Xe thì có đi cục khu trò 1 nha quý cô chú. Máy thì nổ rất là im. Máy nổ im, bình đầy đủ nha quý cô chú. Thì số cũ chi 51I34084089 nha. Anh em mình thích thì cứ chốt đơn cho em thì em sẽ hỗ trợ ship về cho quý cô chú mình. Rồi, tiếp theo là một em Wenfa. Con này thì máy zin đầu chưa rớt nha quý cô chú. Đây, biển số 62B18883615, 17 năm ha, còn 173, đầu nồi zin, máy đầu nồi zin nha quý cô chú. Cái máy này nó là sắt ủ luôn nha. Cứ kết bạn về Zalo, em chụp hình xe nổ máy chi tiết em gửi lại cho quý cô chú mình xem và tham khảo ha. Đây cặp lốc còn zin heo xe nè, sườn zin heo xe vàng bạc ha. Biển số 62 Long An. Anh em mình có chi tiết muốn chi tiết thì cứ kết bạn về Zalo, em chụp hình xe nổ máy chi tiết qua cho em gửi qua cho quý cô chú mình xem và tham khảo ha. Xe đời 202, đầu ET nha quý cô chú. Đây, đầu máy hái nha, đầu ET. Tai xịn nha, đi nhúng cực kỳ máy luôn. Đây, em quay gần chi tiết cho quý cô chú mình xem. Cái máy chạy rất là nhẹ và chạy cực kỳ bốc luôn nha quý cô chú. Máy nổ rất là im luôn, chạy rất là ngon ha. Rồi, tiếp theo là một em phu chỉ ít ha. Em này phải nói là rất là cọp nha quý cô chú. Biển số là 83 Sóc Trăng, 83B23831 ha. Còn này thì anh em muốn rút hồ sơ thì cứ thêm phí ra, còn muốn công chứng quý quyền thì em hỗ trợ bao ký cho quý cô chú mình. Xe này đầu nồi zin, máy chưa rớt nha quý cô chú. Đầu nồi chưa rớt ha, 398. Xe này thì tem zin heo xe còn đầy đủ luôn. Đây, nước sơn zin heo xe nha quý cô chú. Cái máy phải chờ, cái máy phải đó.
sướng luôn, chạy cực kỳ nhẹ luôn. Số thì vô kêu chắc chắc nghe rất là đã tay luôn. Đơn cho quý cô chú mình là 39.800. Cái xe này thì em chạy cũng rất là sướng luôn, chạy chỉ việc là chỉ có là tê chân cút thôi nha, chạy rất là sướng luôn. Rồi tiếp theo là một xe màu Vanpa 100 ha, cái máy chạy rất là, xe này thì máy nổ rất là im luôn, bình đầy đủ nha quý cô chú, phí giấy cửa hàng bao tranh chấp cho quý cô chú mình đi làm ha. Thì em này biển số Bình Thạnh ha, 54S34006, 9.500.000, còn 9.300.000 nha quý cô chú, cái máy nổ sát hữu luôn ha, máy nổ rất là im, bình đầy đủ, xe cũng sạch sẽ lắm. Gắn cặp gương trước khi rời cửa hàng của em, kiểm tra nhắc nhau trước khi rời cửa hàng của em ha. Máy nổ đu à, về đi làm rất là ngon, giá chỉ có 9.000.000 thôi nha quý cô chú. Xe này thì cặp tê mà chủ còn trùm keo này mà không có tháo ra, để là cho nó giữ chắc cho nó mới ha. Đây, keo luôn nha quý cô chú. Dàn áo thì sạch sẽ liền lạc, mua về chỉ việc đổ xăng thay nhớt và đi thôi. Biển số Bình Thạnh nha quý cô chú, biển số Sài Gòn. Gắn cặp gương trước khi rời cửa hàng của em ha, kiểm tra nhớt nhau đầy đủ, máy chạy êm, bình đầy đủ nha. Cho quý cô chú mình là 9.950.000, còn 9.300.000 nha quý cô chú. Xe đẹp, máy im, bình đề đủ ha. Tiếp theo là một chiếc RS biển 62 Long An, 62T12749, 9.500.000, còn 9.300.000 nha quý cô chú. Xe đẹp, máy im, bình đề đủ ha. Thì áo còn rất là liên lạc luôn, mua về chỉ việc đổ xăng hay nhớ và đi thôi, không có suy nghĩ hết nha quý cô chú. Này thì chốt đơn cho quý cô chú mình làm này, chân quay rồi anh em. Chốt đơn cho quý cô chú mình là 9.500.000, còn 9.300.000. Tiếp theo là em Jupiter MX ha, biển số là 70E102880. Con này thì chốt đơn cho quý cô chú mình là 10.000.000, con xin lỗi là 9.500.000 ha, còn 9.300.000. Bỏ cái bảng giá rồi, còn 9.300.000. Xe này là máy zin, đầu chưa rớt nha quý cô chú, em có kiểm tra rồi, đầu chưa rớt, máy chạy rất là dữ luôn ha, máy chạy rất là ngon, dàn chân không tái thì cũng còn sáng ha, cũng có nổ theo năm tháng này, nhưng mà được giữ chất zin theo xe, em không phải giảm giá ha.
gương đầy đủ luôn. Màn lát sáng trắng nha quý cô chú. Jupiter MX đi làm cài bừa rất là ok, có cặp gương đầy đủ luôn. Rồi, chốt đơn cho quý cô chú mình là 9.3 triệu ha. Chiếc Sirius màu bạc, xe này thì máy hái nha quý cô chú. Đây, đầu lỏng hơi ha. Đầu lỏng hơi. Con này thì chỉ số thành phố Hồ Chí Minh 59N148177 nha. 9.5 triệu còn 9.3 triệu. Lưu ý giúp em là Sirius Thái nha quý cô chú. Sirius Thái nha. Cho quý cô chú mình là 9.3 triệu ha. Tiếp theo là chiếc Sirius cũng máy Thái luôn nha. Con này thì số 60T77295, 9 triệu đồng còn 8.8 triệu nha. Này đầu lỏng hơi nha quý cô chú. Đầu lỏng hơi. Con này thì máy nổ im bình đề đủ ha. Viên giấy cửa hàng và bao tranh chấp cho quý cô chú mình. Xe này em đổi của khách ha. Khách đổi xe nhưng mà máy cực kỳ ngon luôn, máy nổ im bình đầy đủ. Rồi chốt đơn cho quý cô chú mình là 8.8 triệu. Rồi tiếp theo là chiếc Sirius màu xanh đen, em này thì bánh căm thắng địa ha, máy nổ im bình đầy đủ. Em này biển số là 70L972848, 8.8 triệu còn 8.6 triệu. Đây thì nổ máy con này thử đó. Anh em mình nếu mà không rành đường đi thì cứ kết bạn về Zalo với em nha. Em sẽ hạ vị trí cửa hàng cho anh em mình đi. Hoặc là anh em mình không rành thì cứ alo cho em nhé. Thì số điện thoại của em là 0379666994, số Zalo của em luôn. Thì bên em sẽ không có chặn bạn bè với các bạn nha. Nên quý cô chú mình cứ kết bạn hoặc là cứ gửi tin nhắn về cho em. Hoặc là cứ gọi về số điện thoại Zalo của em ha. Nếu mà trong quá trình gọi mà em không bốc máy kịp thì tầm khoảng 15 đến 20 phút thì em thấy cuộc gọi nhỡ thì em sẽ gọi lại cho quý cô chú mình. Nhiều khi em chạy ngoài đường á nên vài cuộc gọi nhỡ thì em lát nữa em cũng gọi lại à, chứ em không có bỏ qua nha. Rồi chốt đơn cho quý cô chú mình là 8.6 triệu mua về cài bừa, máy nổ rất là im luôn nha quý cô chú. Xe này chạy không ngon là không lấy tiền ha. Xe nhà này cũng cái đồng hồ nó dơ nha. Rồi tiếp theo là một em Sirius biển số là 59Y317744, biển số Kuki là 2018 như quý cô chú. Máy móc nguyên zin, dàn chân ốc tán rất là sáng ha. Đây chưa có dấu vặn luôn nha quý cô chú, là cái bô này chưa có tháo bao giờ ha. Đây ốc này còn sáng trưng à. Đời 2018 nhưng mà nay 2024 là cũng 7 năm rồi. Xin lỗi là 6 năm ha. Xin lỗi quý cô chú. Này 2024 bước qua sắp còn 1 tháng, 2 tháng rưỡi đó coi là hay qua 2025 rồi. Máy sắp ổn luôn nha. Đặt dần ốc tán nè. Rất là sáng luôn. 11 triệu đồng. 11 triệu đồng còn 10.800, biển số Củ Chi 59Y317744 ha. Con này thì biển số cũng dễ thương lắm, số cặp hen. Đây
5 tháng nó nổ heo sơn cái là mình phải là em ai zin chiếc Elegant 100 của SQM. Xe này em vừa đổi của khách ha, biển số là 84F120367, 7.8 triệu, còn 7.6 triệu nha quý cô chú. Máy con này, cái máy con này phải nói là rất là ngon, máy đầu chưa rớt ha. Xe này bao cho quý cô chú mình là máy im. Chắc hồi nãy em có nổ máy rồi, nhưng mà chắc nổ lâu quá nên chắc muốn hết xăng rồi. Lát em kiểm tra lại. Con này thì 7.6 triệu thôi. Con này thì máy nổ im, Elegant ha quý cô chú. Anh em nào có đi Elegant 100 thì rất là ngon luôn. Giá chỉ có 7 triệu mấy thôi. Anh em mua về cài vừa đi làm rất là ngon. Chở đồ cũng rất là ok, máy cũng rất là bóc ha. Mấy cái dòng này đi rất là bờ luôn nha quý cô chú. Vừa đổi xe vừa khách luôn. Rồi chiếc quay 50. Con này quay 50 khác. Đây. Dần chân ốc tán rất là sáng luôn. Mua về cho con cháu mình đi học rất là ok. Đặc biệt là đầu chưa rớt luôn nha quý cô chú. Mấy anh em có thấy rõ không? Dàn chân ốc tán cũng rất là ok. Này biển số là 70LA03964, 12 triệu đồng, còn 11.800 nha quý cô chú. Đây, xe này đời 2023 nha. Đời 2023. Đi mới có 2000 cây thôi. Đây, xe này mua về cho con mình nhà chủ trước là mua về cho con đi học, đi mới có 2000 cây thôi, là đi tới trường xong rồi về đi tới trường thôi chứ không có đi đâu xa ha. Rồi ra trường nên bán lại thôi, chứ con này thì bé đi có 2000 cây thôi. Xe này phát hiện tua đồng hồ em tặng luôn con xe cho quý cô chú mình đó, xe mới can xà bang luôn nha quý cô chú. Xe này thì chủ trước là mua về cho con đi học thôi, xong rồi ra trường giờ bán lại ha. Giờ nói tiếp đuôi nhau thì chỉ là học sinh sinh viên mua về đi học thôi. Rồi chốt đơn cho quý cô chú mình là 12 triệu đồng, còn 11.8 nha. Chiếc quay 50, con này biển số là 70HA4347 nha. Con này 7 triệu đồng, còn 6.8 triệu nha quý cô chú. Đây dàn chân nè, rất là sáng luôn. Mua về đi làm, đi chạy đi làm, hoặc là đi cho con cháu mình đi học. Mấy nay công an đang gắt mấy cái vụ mà học sinh cấp 3 đi phân khối 100 nha quý cô chú. Bắt dữ dằn lắm, vô tới trường kiểm tra luôn. Nên mấy cái xe này mua về cho con cháu mình đi học rất là ok. Đây, chân rất là sáng nha. Máy nổ im bình đề đủ nha. Biển 70 Tây Ninh. Con này chốt đơn cho quý cô chú mình là 6.8 triệu. 6.8 triệu ha. Rồi tiếp theo là một em Sirius 50, biển số là 66BA002624 nha. 7.7 triệu, còn 7.5 triệu nha quý cô chú. Xe nãy mới xịt nước cái xịn hơi bắn chút xíu, nhưng mà xe còn rất là sạch sẽ lên đẹp nha. Này là dàn áo Sirius Nhật nha quý cô chú. Này dàn áo Nhật nha. Biển số là Đồng Tháp 50 con khói. Bánh mâm ăn đĩa nha. Thì đồ máy con này thử coi. Con này thì không biết ai đút chìa khóa, chắc để trong nhà rồi. Chứ máy nó im lắm, em cũng nổ máy cho quý cô chú mình nha.
20 này bán rất là chạy luôn nha, cứ về con nào là bán còn liền con đó, như nó dễ đi dễ sử dụng hay sao á. Bánh mâm ăn đĩa rồi, anh em mình có quan tâm mấy cái dòng 50 này thì cứ kết bạn về Zalo, số điện thoại Zalo của em là 0379666994 nha, có ngay góc trái, ngay góc trái màn hình quý cô chú mình, em có để ngay góc trái nha. Rồi, bây giờ em quay lên phía trước cho quý cô chú mình, chiếc RX xe này máy êm và đề rồi ha, máy móc nguyên zin đây, đời 2010 này, tem tem mát zin theo xe còn đầy đủ luôn nha quý cô chú. Này thì biển số Củ Chi 55Y8 9.8 còn 9.6 nha quý cô chú. Mấy con này cho quý cô chú mình nghe. Dây km lên bình thường khác, để có kiểm tra rồi. Có chạy ở kiểm tra đèn bình kèm của chức năng đầy đủ luôn. Cái máy nổ sắc khủng khác, mua về cài vừa rất là ok. Máy 110 nha quý cô chú. Chốt đơn cho quý cô chú mình, chốt đơn cho quý cô chú mình là 9.6 ha, 9.6 chiếc Sirius biển số Củ Chi 59Y2 31317, con này thì 9.000 đồng còn 8.800 nha quý cô chú. Xe biển số Củ Chi còn 8.800 ha, xe máy im bình đầy đủ nha, con này anh em mua về đi đi cài bừa rất là ok luôn. Tiếp theo là một em Sirius RC bánh mâm thắng đĩa, bánh mâm thắng đĩa em này đời 2013-2014, máy cực kỳ chắc luôn nha quý cô chú, máy cực kỳ chắc luôn, xe máy nổ im đầu chưa rớt hết, chỉ số là 59Y2 36705, con này thì 10.500 còn 10.300 nha quý cô chú, màu đỏ đen RC bánh mâm thắng đĩa nha. Em này đời 2013 nha quý cô chú, có cái mát 2013, thằng chân ốp tán còn khá là sạch sạch nha. Mua về bên em có gắn cặp gương luôn, mua về chỉ việc đổ xăng thay nhớt và đi thôi nha. Rồi tiếp theo là chiếc RS biển số Củ Chi 55Y4 0248 nha, 8.500 còn 8.300, xe đẹp, máy im bình đầy đủ, có cặp gương đầy đủ luôn, anh em mua về chở đồ hoặc là cài bừa rất là ok ha, cuộc vàng còn heo xe luôn nha. Xe này thì có lai cài bồ nha quý cô chú, đây lại cái bồ thôi, nhưng mà bồ nổ rất là im, bồ còn sáng nha. Anh
anh em mình có quan tâm chi tiết thì cứ kết bạn về Zalo, số điện thoại Zalo của em là 0379666994 nha. Em chụp hình xe thoải mái chi tiết em gửi lại cho quý cô chú mình xem và tham khảo nha. Chiếc Winner V1 biển số là 59I313794, 16 năm, máy móc nguyên zin, màu xanh trắng nha quý cô chú. Nguyên một dạng con tay em bán hết rồi, chỉ còn có một con này thôi. Mà hôm nay em chưa có mua được con tay nào hết nha quý cô chú. Giá cũng căng quá, mua về không biết ra sao luôn. Máy móc là nguyên zin ha. Rồi chiếc Sirius biển số Củ Chi 59I29 0532, con này 10.800, 10.800 còn 10.600 nha quý cô chú. Máy nổ im bình đầy đủ nha, máy móc hiện nguyên zin, màu màu trắng nha, Sirius màu trắng. Chiếc RX FI phun xăng điện tử, biển số là 59I337607 ha, 14.700, xe này chính chủ ký giấy, em đang đứng ủy quyền làm ngọn nha, đời 2019 nha quý cô chú. Đời 2019 nha. Đây. Đời 2019 biển số Củ Chi. Chính chủ ký giấy, anh em mình muốn rút hồ sơ hoặc là công chứng ủy quyền thì ok ha. Xe này đã ký về em rồi, máy móc thì em bao mọi người là nguyên zin. Xe này chưa có giảm giá bán tuốt nha, xe này em mới vừa lột keo luôn. Đây, keo còn. Rồi chốt đơn cho quý cô chú mình là 14.700. Xe biển số Củ Chi ha, anh em mình muốn công chứng ủy quyền hoặc là muốn rút hồ sơ sang tên thì một nốt nhạc nha quý cô chú. Chiếc Future 1 biển số là 51B6 5859, 16 năm, xe này máy móc hiện nguyên zin, màu màu này màu xám nha quý cô chú, bộ heo xe còn đầy đủ luôn. Em xe này thì dành cho mấy cái chú nào mà lớn tuổi đi rất là ok, rất là đẹp nha. Rồi chốt đơn cho quý cô chú mình là 16 năm còn 16.3, biển số Sài Gòn 51B6 5859 nha. Cấp 50 cho học sinh sinh viên đi học ha, biển số là 59BA00927, 9.2 còn 9.7 nha quý cô chú. Xe còn khá là sạch sẽ, liên lạc mua về chỉ việc đổ xăng hay nhớ mà đi thôi nha, không có suy nghĩ hết nha quý cô chú. Chỉ có 9 triệu đồng thôi, anh em mua về cho mẹ hoặc là cho mấy cô nào lớn tuổi đi rất là ok. Có cái rổ phía trước nữa, đi rất là ok luôn. Biển số Sài Gòn. Tiếp theo là em quay RX quay siêu nhanh, biển số là 59I230247 nhé. Con này thì 8.500.000 nha quý cô chú, 8.500.000 đồng bớt trên like 200, còn lại là 8.300.000. Xe đẹp, máy móc nguyên zin, đầu chưa rớt nha, đầu chưa rớt nha quý cô chú. Chân nên nó chạy phía xa phía ngay đây thôi, nhưng mà cái bô còn rất là đẹp nha, cái bô còn rất là đẹp. Đây
cầm đầm zin, nước sơn zin theo xe còn này đủ, còn sạch sẽ luôn. Xe này đời 2012 nha mấy cô chú. Đây, cầm zin theo xe còn này đủ. Ngoài siêu nhân, anh em mua về chở đồ rất là ok ha. Đời 2012, giờ trước giờ sau đều rất là ok. Keo nha, chưa có lột hết nữa. À, chiếc RZX FI full size điện tử, em này thì biển số. Biển số là 68L117322. À, RZX FI nha quý cô chú. Em này thì đời 2017 ha, đời 2017. Chân cẳng cũng còn rất là sạch sẽ luôn. Mua về chỉ việc đổ xăng hay nhớ kiểm tra nhắc nhau trước khi rời cửa hàng. À, có gắn lại cặp gương đầy đủ cho quý cô chú mình. 68L117322. Cản dòng xe đủ hết. Con này thì nó qua FI rồi nha quý cô chú. Thì tiết kiệm xăng dữ lắm. Rồi chiếc AB đầu bò. Em này thì biển số là 93B131659 nha. À, 9 triệu rưỡi còn 9 triệu 3. Dàn chân cũng còn khá là sạch sẽ ha. Đây, FI phun sơn điện tử luôn. Con này thì chốt đơn cho quý cô chú mình là 9 triệu rưỡi còn 9 triệu 3. Chiếc Luza màu đen, con này thì biển số Sài Gòn nha quý cô chú, máy móc thì nguyên zin. Em này biển số là 59U140576 nha, 10.200. 10.200 còn 10 triệu chẵn nha. Luza màu đen, màu xanh đen nha quý cô chú. Màu xanh đen, xe cũng khá là sạch sẽ. Con này chốt đơn cho quý cô chú mình là 10 triệu chẵn ha. Chiếc Noza, chiếc Noza màu trắng, biển số là 59B133499 ha. Con này 10 triệu đồng còn 9 triệu 8 nha quý cô chú. Máy nổ êm, máy móc nguyên zin, màu trắng ngọc tinh ha. Anh em mình thích màu trắng hoặc là màu đen thì ưng màu nào thì mình chơi con đó nha. Con này đã qua FI rồi, đi tiết kiệm xăng nha quý cô chú. Có cặp gương đầy đủ luôn. Chiếc Nu 5, con này biển số là 59L147285, 8 triệu rưỡi còn 8 triệu 3 nha. Dàn chữ ngóc tán còn rất là khá nha. Sạch sẽ, mua về chỉ việc đổ xăng hay nhớ mà đi thôi. Có cặp gương đầy đủ nha quý cô chú. Anh em mình quan tâm thì cứ kết bạn về Zalo với em nha. 0379666994 nha. Zalo của em thì anh em cứ việc nhắn tin hoặc là cứ gọi cho em thoải mái nha. Anh em mình không rành đi thì em sẽ hạ vị trí cửa hàng của em cho quý cô chú mình, hoặc là em sẽ gọi điện thoại sẽ chỉ đường cho quý cô chú mình đi, cũng dễ đi lắm nha. Jeep Luvia Sunker, em này biển số là 61K103781 nha. 8 triệu 8 còn 8 triệu 6. Xe này thì Luvia, máy móc zin, đầu chưa rớt nha. Tinh nước sơn zin theo xe còn đầy đủ luôn nha quý cô chú. Màu đỏ đen. Xe máy móc zin là đời cái mà nghe là nó khác liền nha quý cô chú. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nha. Máy chạy bốc lắm nha quý cô chú. Anh em mình quan tâm thì cứ lại cửa hàng của em cho chạy thử test thử nha. Máy chạy rất là bốc luôn. Tiếp theo là chiếc Luvias FI phun xăng điện tử, chỉ số là 59N247570, FI đời 2015 nha. 10 triệu đồng, còn 9,8 triệu nha quý cô chú. Đây. Cái anh em mình dễ phân biệt lắm, cái bô nè. Cái bô nó khác cái thằng sân cơ nha, nó có cái hai cái miếng nó rời nhau. Nó có chụp bô với cái ốc bô màu bạc ha. Còn sân cơ nè. Đây. Thấy chưa? Anh em mình cứ phân biệt ha, với lại cái FI nữa. Cái đồng hồ FI này nha quý cô chú. Anh em mình dễ phân biệt với cái đồng hồ cơ. Đây, cái khác ha. Cho em qua đồng hồ FI nè. Đó, cho quý cô chú mình xem mình nhiều khi dễ có phân biệt lắm, FI với lại sân cơ đó nó phải tìm hiểu mới biết được nha. Còn mình xăng thì nó y chang nha thôi, nó khác chỉ có việc bơm xăng nha, FI nó có bơm xăng. Còn cái chữ FI thì là này thì mua dán mấy hồi, quan trọng là cái xe có FI hoặc là không có sân cơ nha. Thì cái tình trạng này em cũng có thấy rồi. Thì khách không biết á, mua xe cứ sân cơ cứ nói FI, nhiều khách không biết, hoặc là mấy chị em phụ nữ mà không rành xe á, hoặc là mấy chú nào lớn tuổi á, dễ bị dụ lắm nha quý cô chú. Nên mình cứ tìm hiểu là trước khi hãy mua nha. Rồi, con này thì FI phun xăng điện tử, máy móc zin, máy nổ im rua 59N247570, 10 triệu đồng nha quý cô chú. Xe này dặn là đi thôi nha quý cô chú ơi. Máy nổ im rua. Trước vỏ sau mới tin ha. Con này để lập lại cái yên cho quý cô chú mình. Máy này lụ bù quá chưa có đụng địa cái yên. Để em lập lại cái yên mới cho quý cô chú mình nha. Rồi, chiếc AB xăng cơ biển số là 59 và xin lỗi là 61U18802. Con này 9,5 triệu, còn 9,3 triệu nha. Xe này thì tem zin heo xe, nước sơn zin heo xe, đặc biệt là đầu chưa rớt nha quý cô chú. Máy nổ em ru à. Xe này thì có bộ công chứng ủy quyền cũ ha. Của xe này thì của chú hoặc là cô lớn tuổi nè. Dán mèo quan âm phía trước. Dàn chân còn rất là khá sạch sẽ nha. Nhìn cái chó kiến nè, rất là sáng luôn. Rồi con này thì giá tới 9,5 triệu, còn 9,3 triệu là nha quý cô chú. Xe này nước sơn zin, tem zin theo xe đầy đủ ha. Xe trùm keo nha, em mới vừa lột keo luôn. Con này thì 9,5 triệu, còn 9,3 triệu. Chiếc AB xăng cơ màu đen, biển số 60 Đồng Nai. Con này giá thì có 7,5 triệu thôi nha quý cô chú. Mua về cài vừa rất là ok, xe tay ga nha. 60F16498. Con này em bao quý cô chú mà làm máy nổ im. Nếu mua về mà máy không im hoặc là có máy kêu, là đây em quay đầu em tặng cho xe cho quý cô chú mình luôn. Máy nổ em ru nha quý cô chú. Tại xe này em mua rẻ bán rẻ cho quý cô chú mình, chứ con này mà máy mà không im nữa thôi chia tay luôn nha. Rồi chốt đơn cho quý cô chú mình là 7,5 triệu ha. Đây là phía trước quay cho quý cô chú mình xem. Chó đèn còn rất là ok luôn, chân cẳng còn rất là sáng ha. Vỏ trước vỏ sau chủ mới thay luôn, còn rất là ok luôn. Có cặp gương đầy đủ luôn nha quý cô chú. Rồi tiếp theo là một em AB xăng cơ biển số Củ Chi. Em này thì biển số là 55Y4 5453, 9,000 đồng, còn 8,8 triệu nha. Và biển số Củ Chi, xe nạp xi nha quý cô chú. Biển số Củ Chi còn 8,8 triệu nha. Còn 8,8 triệu. Chiếc Ly, con này thì biển số là 59B11-12188, 9,8 triệu, còn 9,6 triệu nha. Ly đá chống tắt máy nha quý cô chú, từ 2011. Còn kem hộp già, xe cũng rất là dễ hương luôn. Mà không dễ hương lắm cho chị em phụ nữ mình đi rất là ok. Đây, còn có này 2011 nha, 5 tháng là nó cũng có heo độ 5 tháng nha. Rồi
9,6 triệu, chiếc clip màu đen, biển số là 59L1525255. Con này 9 triệu đồng, còn 8,8 triệu nha. Xe này máy êm bình đầy đủ nha quý cô chú, ly màu đen. Ly màu đen nha, xe còn khá là sạch sẽ, vỏ trước vỏ sau đều mới tinh nè. Rồi chốt đơn là 8,8 triệu nhé. Rồi hôm nay thì em báo giá xe, cập nhật giá chi tiết cho quý cô chú mình. Nếu quý cô chú mình quan tâm dòng xe nào thì cứ kết bạn về Zalo 0379 668 994 nha. Bên em có trao đổi và mua luôn. Thì quý cô chú mình có dư giả xe muốn bán thì cứ kết bạn về Zalo, chụp xe với chụp cái cà vẹt gửi qua Zalo giúp em nha. Có gì em định giá xe, em có thu mua tặng nhà luôn, nên quý cô chú mình yên tâm hen. Để em quay lại cho quý cô chú mình thì đây, quay anh pha đầu chưa rớt ha. Anh em mình nếu mà không tin tưởng nhau thì cứ lại cửa hàng của em cho thầy họ test thoải mái luôn. Đây chiếc phu trẻ nè quý cô chú, xe này thì cũng đầu nồi chưa rớt luôn nha. Cặp kính zin heo xe, còn heo xe luôn. Đây cũng có file màu 2-3 năm tháng rồi. Đây, hai bên đầy đủ ha, cặp kính zin heo xe. Em cảm ơn quý cô chú mình trong tuần rồi đã ủng hộ em ha. Thì có một số xe em ship tỉnh về, có một số xe thì có quý cô chú mình Hương thì đến tận nơi mua xe, thì em cũng cảm ơn quý cô chú mình ha. Thì nếu quý cô chú mình thấy video này hay hoặc là giá cả hợp lý thì mua ủng hộ em, cho em một nút đăng ký kênh nhé, cho một nút like và một đăng ký kênh. Rồi em cảm ơn quý cô chú mình.